Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách thay pin cho robot hút bụi của hãng iRobot. Đây là con robot iRobot Roomba 981. Cách thay pin các robot series 9 của iRobot thì cũng tương tự nên chúng ta có thể tham khảo cái video này. Đây là con robot rất hiện đại, có tích hợp cả camera để quan sát môi trường xung quanh. Chúng ta sẽ lật cái mặt dưới lên và sẽ nhìn thấy cái khay chứa pin ở đây. Và để thay pin ấy, thì các bạn sẽ cần tháo cái khay này ra để xem cái loại pin này là loại pin gì. Chúng ta sẽ dùng một cái vặn vít 4 cạnh và vặn hai con ốc này ra. Đây, tôi sẽ zoom to lên nhé để chúng ta nhìn rõ hơn. Các bạn sẽ vặn hai con ốc ở đây. Con robot này sử dụng điện thế là 19V. Sau khi tháo ốc, các bạn sẽ nhấc cái nắp pin ra. Đây là thông số của robot iRobot Roomba 981. Và chúng ta sẽ nhìn thấy viên pin. Các bạn sẽ dùng tay để nhấc viên pin này ra. Rất đơn giản, chúng ta đã tháo được cái viên pin gốc của con robot 981 ra đấy. Đây là viên pin có dung lượng là 3300mAh và điện thế là DC 14.4V. Có thể sạc lại được. Và có 4 cực đây. Tuy nhiên trước khi các bạn thay pin ấy, thì các bạn sẽ cần kiểm tra xem cái cực này tiếp xúc có tốt hay không với robot. Và cái cực gắn vào đế sạc này có bị bẩn hay không. Vì nhiều trường hợp là không hỏng pin, chúng ta chỉ bị bẩn chỗ này và nó không tiếp xúc thôi. Sau đó thì các bạn sẽ tìm mua viên pin đúng loại như này, đúng kích thước và đúng thông số. Thì tại gia dụng nhà Việt có sẵn viên pin như vậy. Đây là viên pin thay thế cho robot iRobot phiên bản series 9. Và các bạn sẽ bỏ cái viên pin cũ này ra ngoài và chúng ta sẽ lắp viên pin mới vào. Thường thường thì sẽ có cái dán bảo vệ ở đây, các bạn sẽ bóc ra để lộ ra các cái cực pin này. Giống hết nhau đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lắp viên pin mới vào. Ok. Và đậy nắp lại cái nắp pin. Toàn vặn ốc. Sau khi thay pin xong thì các bạn cần sạc robot này qua đêm để đảm bảo pin được đầy. Thì lúc đó pin mới có điện để chạy. Để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin dành cho robot hút bụi, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.